Xin chào các bạn, hôm nay thì DJ One sẽ làm một cái video mở hộp cái con camera EZ Vid C6TC. Thì như các bạn đã thấy, đây là một con camera EZ Vid C6TC nha. Đó, con này là con thế hệ mới của EZ Vid. Nhìn qua bên cái hộp của nó một chút thì nó cũng giới thiệu cho chúng ta một số các chức năng và hình ảnh của con camera. Thì đây là một cái hình ảnh này. Đó, bên này là một số chức năng của con camera này, chúng ta cũng có thể nhìn thấy. Đầu tiên đó là chế độ hình ảnh Full HD 1080p đó. Tiếp theo là chế độ quay ngang quay dọc. Tiếp theo nữa là chế độ ngủ, chế độ ngủ của con camera đó. Còn chế độ này là chế độ tracking, nó tự động theo dõi đối tượng đó. Chế độ tiếp theo là chế độ ánh sáng hồng ngoại, có thể nhìn từ ban đêm lên đến 10m đó. Tiếp theo là chế độ phát hiện chuyển động. Ở dưới này là chế độ có thể tiếp sóng được wifi này, 2.4GHz này, tiếp nối wifi đấy. Đây là chế độ đàm thoại hai chiều. Tiếp theo là cái con camera này nó hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào chi tiết cái con camera này nhá. Mình sẽ mở ra này. Đây là con camera của chúng ta. Ok. Các bạn đẩy ở dưới này lên nhé. Đẩy ở dưới lên thì con camera sẽ ra. Đó. Đây, con camera của chúng ta đây. Nhìn nó được thiết kế rất là đẹp. Hình tròn có thể đặt bàn, con này đặt bàn rất là đẹp nha các bạn. Dưới này mình khui tiếp này. Trong hộp này nó có một đoạn dây cáp này. Đoạn dây cáp nha các bạn. Đây là cái miếng dán vào đế con camera này nha các bạn. Dán vào đế đây. Tiếp theo là củ sạc này. Tiếp theo nữa là cái này để gắn vào tường các bạn. Cái này để gắn vào tường. Sau khi các bạn gắn cái này cố định vào tường rồi ấy, thì các bạn sẽ xoáy cái con camera này lên. Đó. Đó. Nên là nó có thể di chuyển rất là tiện. Đó. Ở trong này là còn có một bộ ốc vít nữa. Bộ ốc vít này để gắn cái đế này vào tường nha các bạn. Gắn cái đế vào tường, sau đó xoáy camera lên. Đó. Thì đây là trọn bộ cái con camera của chúng ta. Chọn bộ với con camera C6TC. Ok. Đó. Thì bây giờ cái con này nó có chức năng rất là hay, nó xoay 355 độ cùng với góc nhìn của nó rất là rộng. Góc nhìn của nó 360 độ nha các bạn. Tự động theo dõi đối tượng, tracking luôn. Như mình vừa giới thiệu ở vỏ hộp đây. Đó. Rất nhiều các chức năng hay của cái con camera này. Phát hiện chuyển động, sau đó báo về điện thoại cho chúng ta. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đi vào kết nối và mình sẽ làm demo cho các bạn cái chức năng là mà quay 355 độ quay ngang quay dọc cho các bạn xem nhé. Ok các bạn, như vậy là sau 1 phút mình kết nối cái con camera này vào thiết bị điện thoại thì mình đã kết nối xong rồi. Đây là cái màn hình của con camera đang chiếu. Thì mình sẽ demo chức năng xoay cho các bạn xem nhé. Cái đây ở đây nó có cái mũi tên 4 chiều này, các bạn ấn vào này. Rồi ấn vào chữ quay nghiêng này. Đó, tại đây thì nó hiện lên nút điều khiển. Thì chúng ta sẽ điều khiển nha, mình sẽ điều khiển cái con camera này, các bạn chú ý xem nhé. Đó, camera đang di chuyển, đang xoay này. Đó, đó, quay lên này, quay xuống này,
Ok, mình quay tiếp này. Đó, chế độ xoay rất hay. Các bạn có thể xem được tổng quát xung quanh cái con camera này, một góc rất là rộng. Ok, thì hôm nay mình có làm một cái video để hướng dẫn các bạn làm video này đập hộp đấy. Video này video đập hộp cái con camera EZ Vít C6TC. Đó. Thì với cái dòng này thì mình cũng có làm một cái video hướng dẫn cài đặt và sử dụng rồi. Thì các bạn lên kênh của DJ One sau đó là tìm cái video hướng dẫn cài đặt và làm theo nhé. Ok, thì video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.